Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Zodia Supercar Vlog. Hôm qua ngày 19 tháng 9 thì Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Yaris Cross ra thị trường. Và điều mà anh em quan tâm nhất chính là giá bán của em đó. Và nhiều người đã cảm thấy bất ngờ khi giá bán của Toyota Cross khá là cao anh em nhé. Phiên bản thấp nhất của mẫu xe này có giá là 730 triệu đồng. Với cái màu sắc đặc biệt thì có giá bán là 742 triệu đồng. Phiên bản Hybrid của em đó thì có giá bán thậm chí lên đến là 838 triệu đồng. Và khi thêm với cái màu đặc biệt vào thì giá bán cao nhất của em nó là 850 triệu đồng các bạn nhé. 850 triệu đồng, các bạn không nghe nhầm đâu. Giá bán này còn cao hơn cả phiên bản thấp của Toyota Corolla Cross. Và nó còn đắt hơn cả một chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip phân tích và so sánh nhanh xem anh em nên chọn Toyota Yaris Cross phiên bản Hybrid hay là Mazda CX-5 Premium. Nghe thì rất là phi lý bởi vì Toyota Yaris Cross thuộc phân khúc B-SUV, còn Mazda CX-5 là C-SUV. Cả hai mẫu xe này đều là đời mới các bạn nhé. Mazda CX-5 2023 thì mới ra mắt cách đây khoảng 2 tháng thôi, còn Yaris Cross thì mới ra mắt tại trường Việt Nam vào ngày hôm qua. Và đây cũng sẽ là một chủ đề mà nhiều người sẽ phải băn khoăn khi quyết định lựa chọn một chiếc xe có giá bán loanh quanh hơn 800 triệu đồng. Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium có giá bán là 829 triệu đồng, còn Toyota Yaris Cross phiên bản HEV Hybrid có giá bán là 850 triệu đồng với cái màu đặc biệt và 838 triệu đồng với cái màu tiêu chuẩn anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một chút về các cái thông số của Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5. Về mặt kích thước, Toyota Yaris Cross sẽ có kích thước là dài rộng cao lần lượt là 4310, 1710, 1655 và chiều dài trục cơ sở mức 2620mm. Còn đối với Mazda CX-5 2023, kích thước của em nó to hơn khá khá các bạn nhé. Dài rộng cao lần lượt là 4590, 1845, 1680 và chiều dài trục cơ sở cũng lớn hơn ở mức 2700mm, dài hơn khoảng 8cm so với một chiếc Toyota Yaris Cross anh em nhé. Về dung tích khoang hành lý, khá là bất ngờ khi Toyota Yaris Cross thì sẽ có dung tích khoang hành lý lớn hơn, khoảng hơn 450 lít, còn với Mazda CX-5 thì chỉ khoảng hơn 440 lít thôi anh em nhé. Đó những là thông số về chiều dài, chiều rộng và dung tích khoang hành lý của hai mẫu xe này. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh về mặt động cơ. Như các bạn đã biết thì Yaris Cross sẽ được trang bị động cơ là Hybrid cho phiên bản có giá bán hơn 800 triệu đồng. Yaris Cross sẽ được trang bị động cơ 1.5 lít máy xăng cho công suất tối đa là 90 mã lực và 121 Nm, kết hợp với đó là động cơ điện có công suất là 79 mã lực và 141 Nm. Hộp số sẽ là loại CVT. Em này thì sẽ được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Với Mazda CX-5 phiên bản Premium 2.0 2023, em nó sẽ được trang bị khối động cơ 2.0 lít tăng áp 4 xi lanh. Công suất của em nó là 154 mã lực và 200 Nm anh em nhé. Nó cao hơn khá khá so với động cơ của chiếc HEV Toyota Yaris Cross. Tuy nhiên ở chiếc kia thì có lợi thế là được hỗ trợ bởi động cơ điện, thế nên các bạn cũng có thể tính là xem nhau về mặt sức mạnh. Với Mazda CX-5 thì em nó sẽ được trang bị hộp số tự động 6 cấp và cũng là hệ dẫn động cầu trước. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh đến mức tiêu thụ nhiên liệu của hai mẫu xe này. Với việc được trang bị động cơ Hybrid, thế nên Toyota Yaris Cross HEV sẽ có lợi thế về mức tiêu thụ nhiên liệu. Em này thì có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ là 3,8 lít cho 100 km anh em ạ. Còn với Mazda CX-5, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe dùng động cơ 2.0 lít tăng áp này là 7 lít trên 100 km. Tuy nhiên, đây là thông số do nhà sản xuất công bố, còn thực tế như thế nào thì anh em phải mua xe về trải nghiệm mới biết được. Tuy nhiên, dựa vào cái mức mà nhà sản xuất công bố thì chúng ta cũng có thể ước chừng được là Toyota Yaris Cross nó có mức tiêu thụ nhiên liệu thì chỉ gần bằng một nửa so với Mazda CX-5. Bởi vì từ cái động cơ em nó đã dùng cái động cơ nhỏ hơn rồi, lại còn kết hợp với công nghệ Hybrid nữa anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ đi đến với những cái so sánh chính, đó là về mặt thiết kế này và trang bị nội thất của hai mẫu xe này. Với Toyota Yaris hay là Mazda CX-5 thì cả hai mẫu xe sẽ định vị đến những tập khách hàng riêng. Tuy nhiên nó sẽ là những khách hàng trẻ tuổi năng động các bạn nhé. Với Toyota Yaris Cross thì các bạn sẽ thấy là thiết kế của em nó trông khá là hầm hố và ngầu. Nó ngầu hơn cả Corolla Cross và tất nhiên thì nó cũng sẽ ngầu hơn với Mazda CX-5. Em này thì sẽ được trang bị đèn pha LED này, đèn định vị LED này, đèn gầm LED này
và mặt trước thì cũng có lưới tản nhiệt hình thang bo tròn tại các góc giống như Cobra Cross. Phần cản trước thì được làm mở rộng và trông cũng khá là ngầu anh em nhé. Đấy là cái điểm khác biệt của Toyota Yaris Cross cho anh em. Chiếc này thì cũng có hai cảm biến trước và hai cảm biến sau kết hợp với camera 360 độ xung quanh xe. Tuy nhiên cái chất lượng camera 360 độ của chiếc Toyota Yaris Cross này thì không cao. Mình đánh giá nó chỉ khoảng chất lượng là 480 mà anh em hay xem trên kênh YouTube đấy anh em. Đó, tiếp theo về Mazda CX-5. Em này cũng được trang bị đèn pha LED này, đèn định vị LED. Tuy nhiên đời 2023 thì đã bị bỏ đèn gầm rồi các bạn nhé. Cản trước thì cũng được làm hầm hố. Và với phiên bản 2023 được trang bị cái cụm đèn định vị LED kiểu mới thì CX-5 bây giờ trông nó cũng ngầu ngầu hơn. Tuy nhiên thì em này thì vẫn hướng đến theo cái phong cách là trang nhã, lịch lãm và tinh tế hơn là chiếc Yaris Cross, thì trông nó nghịch nghịch hơn một chút anh em nhé. Ngoài ra thì Mazda CX-5 cũng sẽ có hệ thống cảm biến trước sau với số lượng cảm biến nhiều hơn so với Yaris Cross. Và em nó cũng có camera 360 độ, gương thì có chỉnh và gập điện. Với Toyota Yaris Cross em nó được trang bị bộ mâm là 18 inch thiết kế 5 chấu sơn 2 màu, khá là khỏe khoắn. Kích thước của lốp là 215/55. Còn với Mazda CX-5 em nó sẽ được trang bị cái bộ mâm kích thước là 19 inch lốp 225/55 các bạn nhé. Và cái mâm mới trên Mazda CX-5 nhìn trông nó cũng khá là tinh tế. Còn mâm trên Yaris Cross thì trông nó khá là khỏe các bạn nhé. Nó được làm góc cạnh và ấn tượng hơn. Về mặt nội thất chúng ta cũng sẽ có hai cái xu hướng thiết kế khác nhau anh em ạ. Với Yaris Cross đây là cái mẫu xe được phát triển bởi Daihatsu, không phải là Toyota các bạn nhé. Daihatsu là cái công ty con. Tuy nhiên tại một số thị trường thì Yaris Cross sẽ được gắn logo Toyota. Em đó thì có cái thiết kế các bạn nhìn cái là thấy giống với mẫu xe cũng đang được bán tại trường Việt Nam, đó chính là chiếc Toyota Ray. Toyota Ray thì được trang bị cái màn hình cảm ứng kích thước là 9 inch, còn chiếc này được trang bị màn hình cảm ứng kích thước lên đến 10 inch, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Bluetooth. Android Auto và Apple CarPlay thì là kết nối cắm dây các bạn nhé. Và trên cái màn hình này cũng sẽ hiển thị camera 360 độ. Để kích hoạt cái camera 360 độ này thì nó sẽ có một cái nút bấm gắn ở trên vô lăng. Về nói đến vô lăng thì em nó được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da. Ở phiên bản HEV thì không có lễ chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Trên cái vô lăng này thì cũng được tích hợp rất nhiều các phím bấm, trong đó có cài đặt các công nghệ hỗ trợ người lái trên cao tốc và các công nghệ lái xe an toàn đó các bạn. Vô lăng bọc da và chỉnh cơ các bạn nhé. Tiếp theo, với Toyota Yaris Cross thì phiên bản HEV này có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ và ghế lái ghế phụ đều có đục lỗ thông hơi, thiết kế khá là đẹp. Mình thì mình đánh giá khá cao thiết kế ghế ngồi và cái độ êm cũng như thoải mái của những chiếc Toyota, và Yaris Cross cũng không phải là ngoại lệ các bạn nhé. Với Yaris Cross thì em nó còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh cho phiên bản Hybrid. Ngoài ra thì có nút khởi động thông minh này, có cổng sạc dạng Type-C, cổng sạc dạng USB, cổng sạc dạng tàu thuốc, có đế sạc điện thoại không dây, khá là xịn sò luôn anh em ạ. Và em này cũng có một cái ngăn để đồ với cái tính năng khay để cốc khá là hay, khi các bạn có thể gập gọn lại thay vì nó cố định. Và phía dưới cái bệ tì tay được bọc ra cũng sẽ có một cái không gian để đồ. Đó là một số cái thông tin nhanh về nội thất và trang bị của chiếc Toyota Yaris Cross này anh em nhé. Ngoài ra thì em nó cũng có hệ thống điều hòa tự động một vùng độc lập ở phía trước, đó là một cái tính năng khá là hay. Khoang thứ hai của Yaris Cross thì sẽ trang bị cửa gió điều hòa riêng này, có hai cổng sạc dạng Type-C và ghế ngồi cũng được làm thoải mái giống như hầu hết những chiếc Toyota khác. Và phiên bản này thì cũng có đục lỗ thông hơi, có bệ tì tay tích hợp vai khay để cốc, có ba tựa đầu riêng và cái độ ngả thì khá là thoải mái anh em ạ. Với chiều dài trục cơ sở là 2620mm thì đây là cái mẫu xe có cái không gian hàng ghế thứ hai tốt nhất trong cái phân khúc BSUV các bạn nhé. Nó tốt hơn 10mm so với chiếc Honda HR-V. Đó là những cái thông số về nội thất của chiếc Toyota Yaris Cross. Còn bây giờ chúng ta sẽ điểm danh qua chiếc Mazda CX-5 phiên bản Premium 2.0, nó được trang bị những cái gì anh em nhé. Đầu tiên Mazda CX-5 sẽ được trang bị cả ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện, được bọc da, có đục lỗ thông hơi và riêng vị trí ghế lái có nhớ vị trí. Đây là cái trang bị tốt hơn so với chiếc Yaris Cross mà các bạn cũng có thể tính toán đến. Em này thì cũng sẽ có vô lăng 3 chấu tích hợp các phím bấm chức năng, trong đó cũng có các cái tính năng cài đặt về hỗ trợ người lái và cài đặt các công nghệ an toàn được trang bị trên xe. Trang bị an toàn như thế nào thì chút chúng ta sẽ điểm danh sau. Màn hình thông tin phía sau vô lăng của Mazda CX-5 là 3 cái đồng hồ tròn, trong đó có 2 cái đồng hồ analog và 1 cái màn hình điện tử kích thước là 7 inch, tương đương với cái màn hình điện tử của chiếc Toyota Yaris Cross anh em nhé. Ngoài ra thì em nó cũng sẽ có màn hình cảm ứng kích thước là 8 inch, nhỏ hơn so với chiếc
Toyota Yaris Cross. Tuy nhiên thì cũng được kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth và đều là dạng cắm dây các bạn nhé. Bluetooth thì kết nối không dây rồi. Ngoài ra thì em này cũng sẽ có màn hình HUD hiển thị trí kính lái. Và đây là cái trang bị khác biệt và cao cấp hơn so với Toyota Yaris Cross. Em này cũng có phanh tay điện tử này, công nghệ Auto Hold giống như Yaris Cross. Mazda CX-5 phiên bản Premium 2.0 2023 thì được trang bị đến hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập phía trước. Nó lớn hơn một vùng so với chiếc Toyota Yaris Cross. Đó cũng là một chi tiết mà các bạn có thể cân nhắc. Em này thì cũng sẽ có khoang sau, có cửa gió điều hòa này, có cổng sạc này, ghế ngồi cũng có bệ tì tay ở vị trí chính giữa, thích hợp hai khay để gốc, ba tựa đầu riêng biệt, ghế ngồi được bọc da và có đục lỗ. Mazda CX-5 thì khác biệt khi được trang bị đến 10 loa Bose. Đây cũng là một cái trang bị cao cấp hơn so với chiếc Toyota Yaris HEV. Chiếc Toyota Yaris HEV thì được trang bị hệ thống loa của một cái thương hiệu khá là lạ, mình không nhớ rõ cái tên, nó là Julian Near gì đó. Đó mình nhớ không chính xác đâu các bạn nhé, các bạn có thể Google lại. Mazda CX-5 phiên bản 2.0 cũng có cửa sổ trời tương đương như Yaris Cross. Tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua những cái công nghệ an toàn tiên tiến trên hai cái mẫu xe có giá bán hơn 800 triệu đồng tại thị trường Việt Nam này. Yaris Cross thì sẽ được trang bị Toyota Safety Sense giống như Cobra Cross, bao gồm camera 360 độ này, có Adaptive Cruise Control này, có follow theo xe phía trước và các bạn có thể cài đặt được khoảng cách này, có cảnh báo lệch làn và giữ làn đường này, có camera 360 độ này. Ngoài ra thì em nó cũng có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, những tiêu năng tiêu chuẩn khác như phanh ABS này, EBD này, BA này, cân bằng điện tử này, hỗ trợ cái hành ngang dốc này, kiểm soát lực kéo này, cảm biến áp suất lốp này, cảm biến lùi trước sau và 6 túi khí các bạn nhé. Toyota Yaris Cross có 6 túi khí. Với Mazda CX-5, em nó cũng sẽ có hệ thống cảnh báo lệch làn đường này, hỗ trợ giữ làn đường này, chống bốc cứng phanh ABS này, phân bổ lực phanh này, cân bằng điện tử này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, cảm biến đỗ xe trước sau này, kiểm soát lực kéo này, phanh tay điện tử này, giữ phanh tự động này, 6 túi khí. Những cái trang bị này là tương đương nhau các bạn nhá. Em này cũng sẽ có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, có hệ thống cảnh báo và tránh va chạm phía sau, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo mất tập trung. Đây là cái trang bị khác biệt của Mazda CX-5 so với Toyota Yaris Cross. Đó là những thông số và những cái thông tin về hai mẫu xe có giá bán khá là tương đương nhau này. Thực sự thì với người tiêu dùng trong nước hiện tại có hơn 800 triệu đồng đang rất khó khăn để có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp. Bởi vì hiện tại thị trường Việt Nam đang có rất nhiều những cái mẫu xe có giá bán hơn 800 triệu đồng, từ phân khúc PSV cho đến phân khúc CRV. Có thể điểm danh qua ví dụ như Toyota Corolla Cross là đàn anh của Yaris Cross này, Honda HR-V này, hay là Nissan Kicks này, hay là phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Creta. Ngoài ra thì phân khúc CRV có Mazda CX-5 này, có Kia Sportage này, Hyundai Tucson này, hay thậm chí là mẫu xe Honda CR-V thời điểm hiện tại đang được khuyến mại quá nhiều cũng có giá bán rất gần với mức hơn 800 triệu đồng. Nếu là một người tiêu dùng thông thái, một người yêu thích xe Nhật, các bạn sẽ chọn giữa CX-5 2.0 Premium 2023 hay là Toyota Yaris Cross vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Một mẫu xe được phát triển bởi Daihatsu, công ty con của Toyota. Đây là một mẫu xe được phát triển dành cho một số thị trường, ví dụ như tại Đông Nam Á, đang bán tại Việt Nam, đang bán tại Indonesia và đang bán tại Thái Lan. Chiếc này thì được nhập khẩu từ Indonesia, không phải là nhập khẩu từ Thái Lan như Cobra Cross các bạn nhé. Cobra Cross là mẫu xe toàn cầu, còn Yaris Cross là một mẫu xe dành cho từng khu vực thôi anh em ạ. Anh em sẽ lựa chọn mẫu nào? Hãy để lại dưới comment của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tương tự như thế này các bạn nhé.